Cựu chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên liên quan gì vụ khai thác lậu 3 triệu tấn than? Thưa quý vị và các bạn, theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Dương Ngọc Long, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ông Đặng Viết Thuần, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cá nhân khác có trách nhiệm trong tham mưu cấp giấy phép khai thác than cho các doanh nghiệp tại mỏ than Minh Tiến. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố 33 bị can trong vụ án khai thác hơn 3 triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đáng chú ý, trong số các bị can có Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1966, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thế Giang, sinh năm 1974, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lại Trung Hiếu, sinh năm 1975, nguyên phó trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cao Sĩ Linh, sinh năm 1975, cựu chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, lợi dụng công ty cổ phần Yên Phước của bị can Châu Thị Mỹ Linh được cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ than Minh Tiến, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương do hai anh em song sinh Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang góp vốn đã cấu kết với Linh, đưa công nhân máy móc vào khai thác trái phép than khoáng sản với công suất gấp nhiều lần trữ lượng được cấp phép. Cụ thể, trong thời gian 39 tháng kể từ thời điểm bắt đầu khai thác, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 8 năm 2021, các bị can đã khai thác tổng khối lượng hơn 3,1 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm, trong khi sản lượng được cấp phép chỉ hơn 136.000 tấn. Như vậy, về công suất khai thác đã vượt hơn 3 triệu tấn. Kết quả điều tra xác định tổng số tiền thu lợi bất chính của hai nhóm công ty Yên Phước và Đông Bắc Hải Dương là hơn 375 tỷ đồng. Cơ quan truy tố cho rằng để xảy ra khai thác trái phép mỏ than Minh Tiến, các bị can tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã không thực hiện thanh tra theo kế hoạch, chỉ 4 lần kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và kiến nghị của người dân. Căn cứ nội dung kết quả 4 lần kiểm tra nêu trên, cơ quan truy tố xác định bị can Nguyễn Thế Giang được cử làm trưởng đoàn kiểm tra đột xuất. Được cử làm trưởng đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản tại công ty Yên Phước nhưng không thực hiện tham gia đoàn kiểm tra, không chỉ đạo phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn. Quá trình kiểm tra, Giang chỉ căn cứ vào báo cáo của công ty Yên Phước xác định doanh nghiệp khai thác 5.000 tấn than để đưa vào kết luận kiểm tra, không chỉ đạo đoàn kiểm tra đo đạc, giám định sản lượng than thực tế và yêu cầu công ty Yên Phước cung cấp sổ sách, chứng từ nên không xác định được sản lượng khoáng sản thực tế Yên Phước đã khai thác. Trong khi đó, bị can Cao Sĩ Linh bị quy kết trong quá trình kiểm tra, Linh phát hiện một số sai phạm của mỏ than Minh Tiến liên quan đến lĩnh vực khoáng sản như thất lạc mốc giới điểm, chưa có quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ, chưa cung cấp được bản đồ mặt cắt hiện trạng từ khi đi vào hoạt động cho đến thời điểm kiểm tra. Song Linh chỉ đề xuất đưa vào kết luận kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác không có giám đốc điều hành mỏ đối với mỏ khai thác theo hình thức lộ thiên. Còn bị can Lại Trung Hiếu được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cử tham gia đoàn thanh tra tại mỏ than Minh Tiến do Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên chủ trì. Quá trình làm nhiệm vụ, Hiếu phát hiện một số vi phạm của công ty Yên Phước nhưng không báo cáo đề xuất trưởng đoàn. Đối với Nguyễn Thanh Tuấn, Viện Kiểm sát cho rằng người này trên cương vị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên có vai trò là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, bị can Tuấn không chỉ đạo các bộ phận chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực khoáng sản tại công ty Yên Phước nên không phát hiện công ty khai thác than vượt sản lượng trên giấy phép. Cáo trạng nêu hành vi của Nguyễn Thanh Tuấn đã không làm tốt chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vẫn theo cơ quan tố tụng, quá trình cấp giấy phép, lãnh đạo cán bộ Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường đã thực hiện không đúng quy định của Luật khoáng sản năm 2010 và Nghị định 160 của Chính phủ. Trong đó, các ông Dương Ngọc Long, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đặng Viết Thuần, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Minh Tùng, chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Minh Tùng, phó trưởng phòng kinh tế ngành, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Hữu Hanh, chuyên viên phòng khoáng sản Sở Tài nguyên Môi trường, Dương Văn Khanh, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Nguyễn Thanh Tuấn, phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Nguyễn Bá Chính, trưởng phòng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc tham mưu ký cấp giấy phép khai thác cho công ty Kim Sơn, cho phép công ty Kim Sơn chuyển nhượng mỏ than Minh Tiến cho công ty Yên Phước và cấp giấy phép khai thác cho công ty Yên Phước. Cáo trạng nêu rõ, việc để xảy ra hậu quả công ty Yên Phước khai thác than trái phép gây thiệt hại cho nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý thanh tra kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường theo phân công phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Do vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của 9 cá nhân nêu trên. 9 cá nhân là cựu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và sở ngành nhưng cần đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý về đảng, hành chính theo quy định của pháp luật. Ông chủ Louis Holding bật khóc tại tòa. Thưa quý vị và các bạn,
Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holding trong phút trả lời thẩm vấn đã bật khóc, nhắc đến hoàn cảnh gia đình đông con vô cùng khó khăn. Tòa án Nhân dân Hà Nội tiếp tục thẩm vấn với 8 bị cáo trong vụ thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty Louis Holding do Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội và các luật sư tham gia xét hỏi với các bị cáo. Cũng như ngày hôm qua, Đỗ Thành Nhân bị thẩm vấn đầu tiên. Bị cáo cho hay không có ý định thao túng thị trường chứng khoán bởi không biết gì về đầu tư chứng khoán. Một lần nữa, Nhân cho hay mọi đường đi nước bước nghe theo lời Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Chí Việt. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát chất vấn, bị cáo chấp nhận trả thêm lãi ngoài 4% có phải là trả công tư vấn kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán hay không? Nhân trả lời rằng bản thân là người đi vay, Nam bảo điều kiện như vậy, đồng ý thì vay, Chí Việt ra điều kiện thế nào phải nghe. Nhân trình bày, liên quan đến việc lũng đoạn hai mã cổ phiếu rác là TGG và BII thổi giá lên nhiều lần, có lần lập định tăng tới 42 lần. Có lần lập đỉnh tăng tới 42 lần mua vào, viện kiểm sát hỏi thời điểm này hai công ty có hoạt động sản xuất gì không? Không trả lời thẳng vào câu hỏi, song bị cáo Nhân cho rằng cổ phiếu tăng giá do công ty Louis Capital và Louis Land làm ăn thuận lợi, có giá trị tài sản lớn. Song bị cáo thừa nhận, nhóm Louis mua vào bán ra tạo cung cầu ảo, cốt để làm thị trường sôi động. Các nhà đầu tư tích cực bán cổ phiếu, bị cáo mới mua được đủ số lượng cổ phiếu cần thiết để nắm quyền chi phối và thâu tóm hai công ty. Ông Nhân phân trần, phải khi bị bắt, được cơ quan tố tụng phân tích Nhân mới biết hành vi mua bán chéo, đẩy giá cổ phiếu của mình và đồng phạm là vi phạm pháp luật. Chủ tịch Louis Holding thừa nhận hành vi và bật khóc, xin được hưởng án nhẹ do gia đình vô cùng khó khăn. Ông Nhân nói mình có 5 con nhỏ nhất chưa được 1 tuổi thì bị bắt, cha mẹ già bệnh giờ không biết còn được phụng dưỡng bao lâu. Về số tiền thu lời hơn 154 tỷ đồng theo cáo buộc, bị cáo Nhân khẳng định, trong vụ án tiền thu được từ việc mua bán cổ phiếu đều nộp về công ty bản thân không có tư lợi. Cũng như hôm qua khi trả lời thẩm vấn, bị cáo Nam phủ nhận lời khai của đối tác trước kia Đỗ Thành Nhân. Bị cáo Nam nói, mọi hành động đều theo ý chí khách hàng, tức là ông Nhân. Luật sư bảo vệ cho Nhân đề nghị bị cáo Nam cho biết về việc có nội dung bàn bạc, tư vấn cho thân chủ trong quá trình mở nhiều tài khoản để thao túng thị trường chứng khoán hay không. Bị cáo Nam sau đó khẳng định mình không tư vấn cho Nhân trong quá trình mở các tài khoản. Một số luật sư bào chữa cho Nhân sau đó cho rằng lời khai tại tòa và ở cơ quan điều tra của Nam có sự mâu thuẫn, thể hiện việc đổ lỗi cho thân chủ mình. Trong khi đó, bị cáo Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Chí Việt cho hay chỉ quyết định chủ trương chính sách kinh doanh chung. Việc phê duyệt khoản vay của nhóm ông Nhân không do ông trực tiếp phê duyệt mà chỉ giám sát. Bị cáo Tùng cho biết quy định tại Chí Việt khi có vấn đề phát sinh quan trọng phải báo cáo ngay và trực tiếp, song các khoản vay dưới 30 tỷ đồng thì thuộc cấp không phải báo cáo mà được tự quyết. Các tài khoản nhóm ông Nhân đều là khách cá nhân, hạn mức vay dưới 20 tỷ nên không cần báo cáo. Trong lời khai trước đó, bị cáo Nhân khẳng định mọi giao dịch kế hoạch thao túng chứng khoán đều thông qua Nam, chưa từng gặp Chủ tịch Chí Việt Phạm Thanh Tùng. Tại Chí Việt, tôi chỉ quen biết làm việc duy nhất với Nam, bị cáo Nhân khai. Theo dự kiến, chiều cùng ngày, Viện Kiểm sát sẽ trình bày bản luận tội với các bị cáo trong vụ án trên. Tuy nhiên, do tính chất vụ án phức tạp, nhiều điểm cần làm rõ, hội đồng xét xử quyết định sáng mai sẽ triệu tập thêm giám định viên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tham gia tố tụng.